Anh Nhân, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Common. Đây là một cái vlog mà mình đã muốn làm từ rất lâu rồi các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn chờ đến một ngày nào đó mình có tiếng nói hơn một chút xíu thì nó sẽ có hiệu quả hơn và nó sẽ lan truyền sức ảnh hưởng đến mọi người nhiều hơn. Mặc dù là bây giờ mình cũng chưa có nổi tiếng lắm nhưng mà mình vẫn hy vọng rằng qua cái vlog ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người được nhiều cái điều về cuộc sống này hơn, cũng như là các công việc du học của mình hiện tại và mình đã phải làm như thế nào để có được ngày hôm nay. Thì mọi chuyện bắt đầu đối với cuộc đời của mình á, thì mình cảm thấy là cuộc đời của mình rất là khó khăn hơn rất là nhiều người. Hồi bé mình có nhà mình có một cái căn nhà ở dưới quê á, nhưng mà do vì làm ăn thua lỗ rồi này nọ cho nên là người ta qua người ta siết nợ, mà nhà mình cũng lại rất là đông người nữa. Nhà mình có tổng cộng là 7 anh chị em và ba mẹ nữa là 9 người. Thì cả nhà bị siết nợ như vậy cho nên là mất cái căn nhà dưới đó. Thì có những anh chị thì đi lên Sài Gòn từ rất là bé rồi, còn ở lại một số người sau khi bị siết nợ xong thì bắt đầu cũng lên Sài Gòn ở luôn. Thì khi mà lên Sài Gòn ở như vậy đó thì nhà mình đông người lắm các bạn ạ. Và thậm chí là đến 6-7 người, lúc đó là 6-7 người sống chung với nhau thì phải sống trong một ngôi nhà mà chỉ có 20m2 thôi. 20m2 nó thực sự rất là bé, nhưng mà cũng hên là có cái gác nên là chia ra là mấy chị gái ngủ ở trên, còn mình ngủ với anh với ba mẹ. Thì cả nhà mình á, cái kiểu sống, cuộc sống mà kiểu như có một cái sàn nhà thôi, là cứ lấy chiếu trải ra nằm rồi nhăn mùng lên nằm thôi. Thế là hồi bé mình vẫn đi muốn đi kiếm ít tiền cho nên mình cũng đi bán vé số. Các bạn biết rồi đó, hồi bé nhỏ nhỏ như vậy, xong rồi nhà mình sống ở gần khu nghĩa địa nữa, mà khu nghĩa địa thì thường mấy cái ngày cuối tuần người ta đi thăm mộ đấy, thì mình sẽ cầm sắp vé số đó mình đi ra bán cho người ta. Mình hay bán kiểu như vậy nè: à, chú ơi con còn có mấy tờ, chú mua giùm con nha chú. Mà mình cầm 2-3 tờ mình đi bán thôi. Thế là có mấy ông thương thương ổng mua thiệt. Kiểu như hồi đó là vé số có 2.000 một tờ nha các bạn, mà người ta cho hẳn mình 10.000 luôn. Người ta kêu thôi con đừng có thối lại, con lấy con xài đi. Hồi đó được nó là mừng lắm chứ, mừng chết luôn. Thế nên là ngày nào cũng đi bán vé số hết. Rồi cái lúc học tiểu học là cái thời gian mình thấy rất là vui với mình. Mặc dù là có những cái ngày mà các bạn biết không, mình phải chờ ba hoặc là chờ mẹ hoặc là anh đi làm về để mua một ký gạo các bạn. Kiểu như là anh mình đi làm về, đi làm phụ hồ đó các bạn, thì đem một cái 10.000 hồi đó như là 50-10.000 một ký gạo đó, xong rồi lấy 5.000 ra mua một ký gạo, xong rồi đem về nhà nấu. Mà hồi đó nhà nghèo lắm cho nên là cứ chờ đến chiều mới được ăn cơm. Đồ ăn thì thời đó kiểu như là mình ăn với nước tương hoặc là với muối ớt. Trời ơi, hồi đó ăn với muối ớt là siêu ngon luôn. Mà muối, mà muối ăn mì gói đó các bạn, mình nhà mình hay nấu kiểu như là bỏ một nửa cái hồi cái bịch làm muối rồi thôi, còn một nửa kia mình ăn với cơm, ăn ngon cực kỳ luôn. Hồi bé cứ vậy là thích ăn lắm, mặc dù nó không có ngon lắm, lâu lâu thỉnh thoảng được ăn sang một bữa là ăn thịt là mừng lắm rồi. Học năm lớp 2, lớp 3 bắt đầu cái nhà mình lại chuyển ra xa khỏi trường, đi khoảng 2-3 cây số, không nhớ nữa, 3-4-5 cây số kiểu như vậy đấy, mà phải băng một cái con đường quốc lộ rất là bự luôn các bạn, rất là bự luôn. Mà hồi đó không hiểu tại sao học lớp 2, lớp 3 mà học tiểu học đó mà dám băng qua cái con đường như vậy. Ba mẹ là bận rộn quá mà đi làm kiếm tiền thôi chứ không có thời gian mà lo cho mình đâu. Hay là mấy anh chị cũng vậy, mấy anh chị cũng phải đi làm này làm nọ, đi làm mướn cho người ta thôi. Cho nên là tất cả mọi thứ thì mình phải, chính bản thân mình phải lo liệu hết. Thì cái hồi bé đó mình cứ mỗi lần mà đi đến trường đấy, thì những ngày nắng thì không sao, nhưng mà đến những ngày mưa thì rất là tội các bạn. Hồi đó cái bịch áo mưa là khoảng 1.000-2.500 đấy. Bịch áo mưa mình ni lông á, thì mình phải đi đến trường mà hôm đó trời mưa. Mà hồi nhỏ ham học lắm, rất là ghiền học luôn, phải mặc cái áo mưa đó mà đi lết bộ mấy cây số đi đến trường học. Có những hôm mà có những người ta đi xe máy ngang qua như vậy đấy, người thấy mình đi trong trời mưa mà bé xíu mà mang cái cặp bự chà bá như vậy, mặc cái áo mưa đi mà lết lết, người ta kêu con ơi có lên không, cô chở đi nè. Trong nếu mà con người ta thì chắc khó con đi, còn mình ôi dạ, thế mình leo lên xe mình đi liền luôn, kiểu như là mừng lắm các bạn ơi, chỉ mong được người ta chở đi thôi, còn người ta bắt hay bắt cóc hay gì thôi cũng không biết sao nữa. Mà hồi nhỏ học cũng rất là giỏi, nói chung là 5 năm học tiểu học không ba mẹ không kèm một cái gì hết, tự ngồi học, tự lấy sách vở ra. Cứ mỗi tối về là ngồi ở bậc cầu thang á, không có bàn ghế luôn nha, ngồi cái bậc cầu thang ở nhà đó, xong lấy sách vở ra ngồi ghi chép lại. Cũng có nhớ là hồi đó học lớp 5 có quen một cái con bé, một đứa bạn bây giờ vẫn nói chuyện với nhau, là hồi đó con nhỏ đó được học nội trú, nhà nó không biết có giàu hay nghèo thì mình cũng không quan tâm, nhưng mà lâu lâu nó hay cho mình ăn cái phần bữa trưa mà cho mấy cái đứa mà ở lại nội trú đó các bạn, một hộp sữa chua hay một cái bánh hay là một cái gì đó cho mình ăn, mình mừng lắm. Kiểu như hồi bé ăn được như vậy là mừng lắm rồi chứ không có được gì nhiều hơn. Cho nên là nói chung nghĩ lại lâu vẫn nghĩ tới con nhỏ đó, mặc dù nó hay quýnh mình nhưng mà mình thấy cũng rất là cảm ơn nó. Xong rồi đến cái lúc mà mình qua học cấp 2 là bắt đầu học từ lớp 6, lớp 9 ấy, thì nhà mình lại có những ngày mình phải đổi nhà. Tại vì sao? Tại vì
ở phòng trọ mà ba mẹ đi làm cũng không có tiền, ba thì làm thợ hồ, mẹ mình thì làm giúp việc cho người ta thôi, cho nên là không có nhiều tiền lắm, cho nên lâu cứ bị chủ nhà đuổi như vậy đó. Thì có những cái năm á mà một năm mà phải đổi tới 2-3 cái nhà trọ đó các bạn. Nói chung là mình đi mình ít có ít bạn lắm, tại vì cứ đổi nhà liên tục, thì mỗi lần mà đổi thì qua một cái khu mới thì có mấy đứa bạn mới chơi xong rồi lại hết chơi thôi. Sau đến năm cấp 2 là cái năm nó cũng như là kinh khủng nhất cuộc đời của mình luôn. Thật sự mình thấy năm cấp 2 là năm kinh khủng nhất cuộc đời của mình, tại vì mình không có hề có một đứa bạn nào hết. Cho nên mình đi vào một cái trường, nghe nói trường đó du côn lắm nhưng mà biết phải sao cho được, mình không có một đứa bạn nào để chơi cùng hết, cho nên là mình bị ăn hiếp, nói chung là bị bạo lực học đường, đúng là như vậy đó. Đó là một cái mà mình bây giờ mình cũng rất là ác cảm với nó. Nó đè ra tụi nó lấy tiền chứng đột tiền của mình trong khi mình cũng chẳng có gì nhiều tiền hết. Lâu lâu mình có thi mấy cuộc thi xong trường cho tiền là bắt đầu sẽ có những đứa đứng sẵn kêu là ê mày mượn tiền tao đúng không, rồi trả tao đi. Mà nó nói tỉnh queo trước mặt bao nhiêu đứa trong lớp vậy đó mà cũng không có làm được gì hết. Rồi cứ có những ngày mà mình phải đến lớp là mình sợ lắm, tụi nó quýnh mình mà mình cũng biết mình làm cái gì nữa. Nói chung là cái cảm giác mà các bạn đi học mà cứ như là các bạn phải kiếm một cái góc mà đó các bạn ngồi để cho nó khỏi thấy mình, để mình không bị quýnh á. Rồi mà cũng hên là cái hồi cấp 2 đó là mình học và cũng được, nhưng mà cũng học sinh học lớp chuyên tại vì điểm mình cũng cao. Nhưng mà thực sự thì học đúng là cái lúc mà học cấp 2 như vậy thì có những ông bà thầy bà cô đó bắt mình phải học thêm để mà người ta ép á, gọi là đi đó các bạn. Nếu mà các bạn không đi học thêm các bạn sẽ bị đi. Thì người ta gọi mẹ mình lên luôn, thấy mẹ mình nghèo như vậy rồi mà vẫn bắt học thêm. Mở ra học thêm 300-400 ngàn tháng, tiền đâu mà đóng được cho được. Xong rồi ba mẹ cũng đâu biết phải làm sao, cũng cho mình đi học nhưng mà cũng đâu có tiền mà đóng đâu. Rồi cuối cùng rồi mình cũng nghỉ xong rồi thì mình cũng bị đi tiếp. Thì nói chung cũng quen. Xong rồi mình ra khỏi lớp chuyên thì qua khỏi lớp chuyên thì lại có một cái còn ghê hơn nữa, thì gặp mấy đứa còn giang hồ hơn nữa. Có những ngày mà mình rất là sợ đến lớp, rồi kiểu như là mình phải đến canh đúng sát cái giờ nha. Cứ như là ví dụ như 7 giờ bắt đầu học thì mình 7 giờ 5 phút mình mới bắt đầu lén lén đi vô xong xếp hàng xong rồi đi lên lớp vậy thôi. Rồi có những lúc rất là tội các bạn. Có những cái mà giờ ra chơi đó thì trường mình thì sợ học sinh bị mất đồ, cho nên bắt học sinh phải đi xuống sân hết. Mà mình sợ xuống sân lắm, mình sợ xuống chân sân thì sẽ gặp mấy cái đứa đó, cho nên mình cứ trốn lại ở trong cái lớp học. Mà cứ trốn trong lớp học như vậy thì sẽ bị ông giám thị hoặc bà giám thị mà bắt được như vậy thì sẽ bị viết bản kiểm điểm rồi xong rồi bị ghi sổ đồ bài này nọ. Sợ như vậy đó. Cho nên là cái góc mà mình thấy là mình nhớ nhất đó là cái góc mà mình ngồi ở cái bàn giáo viên, nó bị khóc, nó khuất cái góc đi ngang của giám thị, người ta nhìn vào người ta sẽ không thấy ai ngồi đó hết. Rồi cái góc đó nó bị che như vậy, rồi mình ngồi ngay bên đó, rồi mình nhìn ra cửa sổ. Và cứ nói chung là khoảng từ năm lớp 7, 8, 9 thì mình làm đều như vậy đó các bạn. Mình cứ ngồi cái góc đó rồi nhìn ra cửa sổ mà chờ cho giờ ra chơi hết thôi mà. Rồi thỉnh thoảng mình lâu lâu mình cũng nghĩ về, lâu lâu cứ nhớ lại cái cảm giác, cái khung cảnh ngày xưa của cái thằng bé mà học lớp 8, lớp 9 mà ngồi một mình nó khung cái bục giảng đó thì nhìn rất là tội các bạn. Kiểu như mà nếu bây giờ mà mình có cơ hội mình được quay trở về ngày xưa đó thì chắc là mình sẽ ôm cái mình sẽ ôm cái thằng bé đó một cái. Rồi cái chuyện nó coi như là qua bên đi, tại vì mình chắc kể không được cái chuyện đó nữa. Thì bắt đầu mình sang năm cấp 3. Những năm cấp 3 là những năm mà mình thấy đỡ hơn một chút xíu, đó là mình không bị quýnh hay là không bị bắt nạt nữa. Và mình gặp được những người bạn học cấp 3 rất là tốt với mình, và tụi mình chơi với nhau rất thân. Hiện tại bây giờ vẫn liên lạc với nhau. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là cuộc đời mình nó đỡ hơn một chút xíu nào hết á. Cuộc đời mình có khi mình thấy năm cấp 3 là những năm mà tiêu cực nhất của cuộc đời mình. Các bạn cũng biết rồi đó, năm cấp 3 là những năm mà bắt đầu người ta dậy thì. Khi mà dậy thì đương nhiên sẽ có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực, những cái suy nghĩ nó rất là non nớt, nó không có được chín chắn, và có rất là những cái suy nghĩ nó còn rất là đáng sợ luôn. Và đặc biệt là những cái đứa trẻ mà kiểu như gia đình của tụi mình đó thì các bạn cũng biết rồi đó, ba mẹ không quan tâm, anh chị lại không có người nào để tâm sự hết á, cho nên là họ phải sống một cuộc sống mà tất cả những cái gì á họ đều phải tự suy nghĩ bằng chính bản thân của họ. Mặc dù mình rất là khổ, cuộc sống mình không có được như người ta, nhưng mình vẫn rất là yêu đời. Những cái năm đó mình rất là cố gắng, thậm chí là mình học rất là giỏi các bạn. Hồi đó năm đó, năm cấp lớp 10, 11, 12 mình thường đứng nhất hoặc nhì lớp, hoặc tệ nhất là đứng hạng năm lớp thôi, mặc dù không bao giờ mình đi học. Tại vì lúc đó mình nghĩ là học, chỉ có học mới là con đường duy nhất thôi. Thế là mặc dù mình học cũng giỏi như vậy đó, thì mình lại có một cái là mình mê K-pop.
Mê ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là mình thích, mình thần tượng thôi, mình thích nghe nhạc. Rồi lâu lâu mình còn lập một nhóm nhảy trong trường. Cái nhóm nhảy hồi đó mình là rất là tưng bừng nha các bạn. Hồi đó là nói chung là cái nhóm nhảy mình là hoành tráng nhất, tại vì mình là trưởng nhóm cho nên là mình hoạt động rất là vui. Nhưng mà cái điều đó lại, chính cái điều đó làm cho các thầy cô không thích mình. Hồi đó người ta vẫn kỳ thị nhạc Hàn Quốc, kỳ thị K-pop lắm các bạn ơi. Cho nên là mấy thầy cô thường nói là thằng này học không lo học đi, bị đặt nhảy nhót đồ này nọ, suốt ngày thấy nhảy nhót rồi Hàn Quốc Hàn ơ rồi mê ba cái gì đâu không à. Mình thấy đó là chuyện bình thường thôi, mình coi phim Hàn Quốc, mình nghe nhạc Hàn Quốc để mình cũng như là mình có một cái niềm vui trong cuộc đời mình vậy, niềm vui trong cái cuộc sống của mình, chứ không phải là mình nghe nhạc Hàn Quốc để mà mình có thể nào cúc suốt ngày cứ ba ơi em sẽ yêu anh này nọ, hay là chị gái ơi là em sẽ đến và cưới chị. Mình không bao giờ mình nghĩ như vậy, mình nghe để cho mình cảm thấy mình vui hơn thôi. Tại vì lúc đó trong cuộc sống người ta có quá là cái nhiều cái cực khổ đi, thì người ta nghe hay người ta làm cái gì đó để cũng như kiếm một cái niềm vui trong cuộc sống người ta vậy, chứ không bao giờ người ta suy nghĩ tiêu cực về những cái việc như vậy đó đâu. Thế mà các thầy cô lại cứ lúc nào cũng chửi hết, và thậm chí là những người chì chiết và nói chung là kỳ thị ghét hẳn mình ra mặt luôn. Thì cái hồi đó mình cũng gặp những trường hợp như vậy, đó là một cái vấn đề đã tác động ảnh hưởng tâm lý mình rất là nhiều, đó là chuyện đó. Thứ hai nữa là gia đình mình ấy, thì bắt đầu càng về sau bắt đầu gia đình cũng khó khăn, cho nên là cãi nhau rất là nhiều, ba mẹ lúc nào cũng cãi nhau hết, anh chị thì hở cái gặp nhau là chửi lộn nhau suốt cả ngày luôn các bạn ơi. Rồi có khi chửi cả mình luôn, mặc dù mình không làm gì hết á. Chính vì mình không làm gì như vậy nên anh chị mình, có những người, có chị thì ghét mình. Không phải ghét đâu các bạn, đến sau này thì mình mới hiểu ra. Nhưng mà hiện tại lúc đó mình nghĩ là anh chị mình ghét mình. Mấy chị mình lúc nào cũng đi làm vất vả từ 6 giờ sáng cho tới 4-5 giờ chiều này nọ để kiếm tiền về nhà. Mà trong khi cái thằng em lại suốt ngày lo ăn học rồi đi chơi. Đi chơi đây là đi vòng vòng chơi, chứ mình không phải là mình đi club, đi bar hay là đi uống trà sữa đâu. Mình không bao giờ đi uống trà sữa các bạn. Không bao giờ mình đi uống trà sữa tại vì mình không có tiền. Cho nên mình rất là ghét trà sữa. Mặc dù là không có làm gì ảnh hưởng tới gia đình hết, nhưng mà kiểu như là khi mà con người ta quá là cực khổ rồi các bạn ơi, người ta cũng muốn một người khác cực khổ giống như mình vậy đó. Cho nên chị mình hay nói mình là cái đồ ăn bám, suốt ngày lăn bấm không có lo mà phụ giúp gia đình gì hết, rồi không có lo mà đi làm kiếm tiền đi. Mặc dù hồi đó mình cũng lo đi làm thêm này nọ để kiếm tiền, nhưng mà nói chung là không có ai hiểu được cho mình hết, cho nên là mình cứ ngồi bị nghe chửi ở đó mặc dù mình không làm cái gì cả. Thì cái hồi đó cũng là một trong những cái chuyện mà mình cảm thấy tâm lý mình nó bị đảo trộn do như vậy. Tiếp theo nữa là đó là hồi đó mình cũng hay là ốm, mình rất là ốm và tính mình cũng không có được khỏe mạnh cho lắm. Mình thì kiểu như là người ta hay nói là dẻo dẻo đó các bạn, mặc dù mình không phải dẻo dẻo kiểu như mà trời đất ơi không có như vậy. Mình vẫn nói chung là mình vẫn bình thường thôi, nhưng mà khi người ta nhìn vào người ta không có vừa mắt người ta, hay là cái gì đó người ta không thích thì người ta kêu ồ cái thằng này con trai đàn ông gì đâu mà ẻo lả bê đê, ồ cái thằng đó bê đê đó. Các bạn ơi, sống với cuộc sống mà cái từ mà các bạn nói người ta bê đê như vậy đó, đôi khi các bạn không cố ý hoặc là các bạn vô tình hay các bạn muốn giỡn như vậy, thậm chí đó có là vết thương trong cuộc đời của người ta, người ta sẽ mang theo cái vết thương nó suốt cả cuộc đời người ta bạn ạ. Đến bây giờ kiểu như mình khi mình nghe được những cái từ đó mình cảm thấy rất là đau lòng, nhưng mà mình cũng không biết là phải làm sao hết, tại vì đôi khi là con người ta muốn giải stress bằng cách là chà đạp con người khác mà, cho nên là mình cũng thôi cũng chấp nhận đi, mình cứ nghe. Và đó là nhiều cái lý do như vậy nó dồn lại đến khi một ngày nào đó mình bị cô mình lúc đó mình ngồi mình chơi bấm điện thoại hay gì của đứa nào trong lớp á, xong rồi cô bắt rồi cô kêu mời phụ huynh lên. Nói chung chuyện đó là không có phải chuyện gì lớn hết, nhưng mà hồi đó với một đứa bé như vậy mời phụ huynh lên mà ba mẹ không có chịu lên á, đó giống như một giọt nước mà tràn ly vậy các bạn ơi. Cảm thấy cái hồi đó thôi rồi, mình không có chịu đựng cuộc sống nó được nữa. Cái suy nghĩ trước đó hôm đó rất là tiêu cực, thôi hay là mình chết đi cho rồi đi. Thực sự lúc đó các bạn thấy không, cuộc sống không còn cái gì để mà con người ta phấn đấu nữa, không có một cái gì mà con người ta cảm thấy là nếu mà sống thì mình sẽ gặp được cái điều đó, cái điều ở đây đó chính là hạnh phúc, thì người ta cảm thấy không có như vậy nữa. Với một đứa bé như vậy nó bị quá là nhiều cái áp lực trong cuộc sống như vậy thì không chịu nổi được nữa. Thế là mình đã có từng có cái suy nghĩ tự tử. Thì mình cũng đã này nọ lọ chai chuẩn bị hết kế hoạch rồi, nhưng mà cũng có một đêm đó thì cả gia đình phát hiện ra, thì cái chuyện đó nó rất là dài dòng thì mình cũng muốn kể cho mọi người nghe. Nhưng mà nói chung là mình đã không có thực hiện cái điều đó, nhưng mà đến tận bây giờ thỉnh thoảng thì nó vẫn là một cái ác mộng, nói chung vẫn là một cái gì đó, một cái điểm đen tối nó trong cái đầu của mình. Đôi khi mình có một chuyện gì đó khó khăn hay gì đó, mình vẫn cứ một thoảng một cái suy nghĩ đó là bây giờ đang đứng ở đâu, xong rồi có gì đó làm mình chết cái đùng cũng được, hay là cái gì đó cũng được. Nói chung là nó rất là tiêu cực, đến tận bây giờ mình vẫn bị như vậy.
nhưng mà mình vẫn phải cố gắng từng ngày thôi. Thế là cái chuyện đó qua đi, mặc dù là mình vẫn không có khá được bao nhiêu nhưng mà mình vẫn cứ cố gắng sống từng ngày. Rồi đến khi mà mình tốt nghiệp cấp 3 xong rồi mình đi thi đại học, thì đi thi đại học cái đó mới là tội nhất. Thì mình đậu, đậu ở đây không phải là đậu mấy trường tư đâu, trường tư thì học phí cao quá, có đậu như không đậu à. Còn mình đậu vào được một cái trường công, một trường công cũng nổi tiếng ở Hồ Chí Minh, đó là trường Đại học Sài Gòn. Trường đó cũng như là trường đào tạo sư phạm giáo viên vậy đó, nếu các bạn có để ý. Trường đó có đào tạo ra cái bà gì mà đánh trẻ em mẫu giáo đó, là ở trường Đại học Sài Gòn đó. Thì trường Đại học Sài Gòn này cũng rất là nổi tiếng nha các bạn, trường này rất là tốt. Nhưng mà đến khi mình đã báo về cả nhà mình nói là ba má ơi con đậu đại học rồi, thì nếu mà là gia đình người khác thì đương nhiên là ôi giỏi quá con ơi, mừng quá ba, mừng quá, hôm nay mình làm tiệc đãi ra 10 hàng xóm tới khoe đậu đại học đi. Còn mình thì ba mẹ kiểu như là ồ vậy đó hả, xong rồi thôi, rồi không quan tâm nhiều lắm. Nhưng mà có một cái mình đau lòng hơn cả, đó chính là mấy anh chị với lại ba mẹ lại suy nghĩ nói với mình là thôi đừng có học nữa, hay là đi làm công nhân đi con ơi, chứ nhà bây giờ khổ quá rồi, bây giờ lo tiền đâu ra cho con đi thi, đi học đại học nữa. Mặc dù là đi học đại học á thì chỉ tốn học phí là khoảng 3 triệu một kỳ thôi, nhưng mà đối với nhà mình vẫn đó vẫn là một số tiền quá lớn. Thì đương nhiên về nhà chửi rất là, nhà chửi rất là nhiều. Nhưng mà mình kêu là bây giờ con sẽ đổi trường lại, con sẽ đi học trung cấp nghề. Trung cấp nghề một cái trường rất là gần gần nhà mình, tại vì đi cho nó thuận tiện đó các bạn, đỡ phải tốn tiền này nọ, đỡ ăn uống này nọ, rất là đỡ. Rồi kêu là con sẽ cố gắng đi kiếm học bổng này nọ, con sẽ lo tự lo tất cả chi phí bằng con hết. Thế là mình học trường đại học, không phải đại học mà là trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, và mình học trung cấp ngành, trung cấp nghề tiếng Hàn được 2 năm. Thì 2 năm đó cảm ơn là các thầy cô đó cũng rất là tốt mình, đặc biệt là cô trưởng khoa, cô rất là thương mình. Rồi xong rồi mình học cũng rất là chăm, cho nên mình toàn bộ 2 năm đó mình được nhận học bổng rất là nhiều các bạn. Thậm chí cái tiền học bổng nó còn nhiều hơn cái tiền học phí nữa. Thế là nói chung là 2 cái năm đó thì mình được học bổng và mình không cần phải lo nhiều lắm. Và cuối cùng thì mình cũng được một suất học bổng đi qua Hàn Quốc. Thì cuối cùng là kết thúc của câu chuyện ngày hôm nay đó chính là mình đi quá trình mình đã đi được du học Hàn Quốc như thế nào và được như ngày hôm nay. Thì cái lúc mà mình mà được nhận học bổng đến lúc mình qua được tới đây rồi mình này nọ loại trai rất là nhiều chuyện, thì hy vọng sau này mình sẽ kể cho các bạn nghe cụ thể hơn. Cái vlog này á thì mình muốn nói với các bạn đó chính là du học á, đến cái lúc mà các bạn đang được du học như thế này nè, là các bạn đang đi du học như thế này nè, đó chưa gọi là thành công đâu các bạn ơi. Thành công khi mà người ta đi du học là như thế nào? Là khi các bạn học xong hết, các bạn đi về Việt Nam, hoặc là các bạn ở lại Hàn Quốc, các bạn kiếm được tiền, các bạn có thể dùng số tiền đó, có thể dùng vào chính bản thân mình nè, để sau này mình sống một cuộc sống nó đỡ hơn và các bạn kiếm được cái nghề thật là tốt hơn. Hoặc là các bạn dùng cái số tiền đó để phụ giúp cho gia đình, ba mẹ, phụ giúp cho anh chị em này nọ xây nhà, xây cửa, đó mới là thành công. Chứ hiện tại mình thấy mình chưa có thành công một chút xíu gì hết, cho nên có nhiều bạn khen mình thì mình cảm thấy cái điều đó không hợp với mình thấy mình chưa giỏi, mình chưa cố gắng rất nhiều, mình phải cố gắng hơn mỗi ngày. Và cũng có một cái, nhiều cái mà mình muốn chia sẻ cho các bạn qua vlog ngày hôm nay, đó chính là có thể là có một ngày nào đó các bạn cảm thấy là ba mẹ mình không thương mình, ba mẹ mình không yêu mình. Đó không phải là do họ ghét mình đâu, mà do ba hoặc là mẹ mình, người ta không có cái thiên chức làm cha làm mẹ, họ không biết cách nào để yêu thương con cái, họ không biết cách nào để chăm sóc con cái. Đó là do cái bản chất của họ rồi. Nên là bạn đừng bao giờ trách ba trách mẹ, hoặc là đừng bao giờ trách anh chị trong gia đình các bạn hết á. Đừng bao giờ trách như vậy, cũng đừng bao giờ cãi lại ba mẹ, đừng bao giờ chửi ba chửi mẹ, hoặc đừng bao giờ mà quá hận ba hận mẹ các bạn, dù họ có những cái sai lầm đối với cuộc đời của các bạn. Nhưng mà các bạn à, nếu các bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì các bạn phải chính các bạn, phải yêu lấy cái bản thân của mình đi. Các bạn cũng đừng bao giờ suy nghĩ quá là tiêu cực, hay các bạn đừng có đổ thừa cho người khác vì cái tương lai của chính mình. Mà các bạn hãy nhớ nè, nếu mà lỡ các bạn có một ngày nào đó các bạn sống trong một gia đình mà ba mẹ không yêu thương các bạn, có đôi khi các bạn tưởng là ba mẹ các bạn ghét các bạn, thì các bạn nên nhớ mình phải cố gắng, mình chịu đựng đi. Đừng bao giờ cãi lại, đừng bao giờ chửi lại, đừng bao giờ, thậm chí đừng bao giờ đánh ba đánh mẹ mình hết, đừng bao giờ làm như vậy hết. Các bạn hãy cố gắng chịu đựng, cam chịu, đến khi nào đó mà các bạn cảm thấy là mình đủ trưởng thành rồi, mình có thể đi ra ngoài mình kiếm tiền, thì mình khuyên các bạn là sống xa nhà ra một chút xíu. Đôi khi các bạn cảm thấy mình ra được khỏi nhà rồi, các bạn cảm thấy các bạn có thể sống bằng chính bản thân của các bạn không cần phải suy nghĩ, không cần phải ai bị chửi, không ai phải lo cằn nhằn cái này hết. Cái đó mới chính là cái lúc các bạn trưởng thành, các bạn có thể sống cuộc sống của các bạn. Và nếu các bạn thương ba thương mẹ đó thì các bạn nên, thì các bạn cứ đi về thăm bình thường thôi. Cũng có một cái cũng rất là quan trọng, đó chính là các bạn nhớ là
có thể là các bạn bị ba bị mẹ bắt đi làm công nhân hoặc bắt đi làm việc gì đó kiếm tiền hay đừng có đi học nữa, thì các bạn cố gắng học một, nếu không học đại học được thì các bạn đi học một cái nghề nào đó, các bạn phải giỏi một cái gì đó, các bạn dùng cái giỏi của các bạn để kiếm tiền, chính bằng cái đó thì các bạn mới có thể sau này các bạn có thể phát triển lên được. Chứ bạn nghe mình nói nè, đi làm công nhân, đi làm thuê cho người ta thì suốt cả cuộc đời các bạn chỉ có thể sống ở nhiêu đó thôi, các bạn không thể nào ngóc đầu lên lại. Nếu các bạn giỏi, thực sự rất là giỏi trong cái gì đó thì các bạn mới ngóc lên lại thôi. Còn nếu các bạn cứ sống cuộc sống mà đi làm công nhân làm mướn như vậy thì các bạn khó ngóc đầu lên nổi lắm. Nên nhớ mình khuyên các bạn là học là cái con đường mà để các bạn có thể thoát được khỏi cái nghèo. Và có một cái cuối cùng nữa mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là đôi khi là có thể cuộc sống các bạn nó rất là khó khăn, không có ai hiểu mình hết á, không có ai giúp đỡ mình, không có ai thương yêu mình. Tất cả mọi thứ đó, các bạn nên nhớ là chỉ có một người luôn luôn yêu thương các bạn, đó chính là bản thân của mình. Bạn nên nhớ, hãy nhớ là mình phải yêu cái bản thân mình trước. Không ai yêu bản thân mình bằng chính mình hết. Mình phải cố gắng vì cái bản thân mình sống. Và sau này đó thì các bạn muốn làm gì cũng được, các bạn bỏ nhà ra đi, các bạn thích làm sao cũng được. Nhưng mà quan trọng là cái bản thân mình yêu cái bản thân mình trước đã. Các bạn nhớ nha. Và cái vlog ngày hôm nay thì cũng không phải vlog mình kể khổ hay là vlog kiếm sự thương hại của các bạn đâu, mà là cái vlog mình muốn chia sẻ cho các bạn những cái mà mình gặp phải. Và lỡ mà các bạn gặp như mình á thì các bạn sẽ có thêm một cái động lực mới. Và mình luôn luôn là mong muốn từ lúc mà mình nghèo khổ tới bây giờ là mình muốn mở một cái trung tâm du học này, hoặc là một trung tâm tiếng Hàn. Sau này lỡ mình sẽ mở một cái học bổng nào đó để dành cho các bạn mà có gia đình hoàn cảnh khó khăn đó, mình sẽ có một điều kiện để mình đi học một cái ngành, một cái nghề nào đó, hoặc là đi du học chẳng hạn. Mình luôn luôn muốn như vậy để mà giúp đỡ cho những cái bạn mà có cái hoàn cảnh y như mình hồi bé đó. Khi mà mình vào những cái bạn mà khó khăn, những cái bạn mà nghèo khổ như vậy, mình thấy cái hình ảnh của chính mình trong đó. Và mình luôn luôn muốn giúp các bạn vậy. Cho nên là những cái ngày mà mình làm cái vlog này, đó không phải là cái việc mà mình đi khoe mẽ cuộc sống này nọ đâu, mà mình muốn tiếp thêm động lực cho mọi người thôi. Cho nên là mình luôn luôn khuyên các bạn nè, cuộc đời của chúng ta đó sẽ có những lúc rất là khó khăn mà. Nếu mà ngày hôm nay các bạn không hạnh phúc á, thì các bạn định đợi tới khi nào các bạn mới chịu hạnh phúc đây? Hãy cố gắng hạnh phúc từ những cái nhỏ nhất trong cuộc sống này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Bye bye.